quan trọng rồi. Đúng không ạ? Nên là vào học đi, thì cứ mình và cứ lấy con của mình, các chị con em ở trong nhóm Zalo của mình á, để thức tỉnh con, thay người cha, thay người mẹ nữa, chú thêm cho một gia đình nữa, một đứa trẻ nữa, được thay đổi và chuyển hóa. Nên là trẻ con các bạn, trẻ con trên khắp thế giới yêu cô Lan. Các chị biết vì sao các bạn yêu cô Lan không? Bởi vì các bạn nói này này, con yêu cô Lan, con biết ơn cô Lan, bởi vì từ ngày mẹ con học cô Lan, mẹ con hiền hơn.